Mua sách thì nó hơi khó, bởi vậy cho nên là chúng ta có thể sử dụng cái nguồn tài liệu mở để chúng ta tìm kiếm các cái thông tin mới cũng như là các cái thông tin cơ bản. Những bạn nào có điều kiện thì chúng ta có thể vào thư viện đọc một số cuốn sách liên quan đến quản trị chiến lược. Còn không thì chúng ta sẽ sử dụng cái nguồn tài liệu mở ở trên trên mạng để chúng ta mở rộng ra các cái khái niệm cũng như là những vấn đề liên quan đến hoạt động chiến lược của các công ty. Đây là cái phần mà chúng ta sẽ đánh giá và nó cũng giống như đánh giá của môn quản trị nguồn nhân lực. Lớp trưởng có đây không nhỉ? Bạn Nguyên đâu rồi? Dạ đây. Các buổi thì Nguyên yêu cầu các nhóm mà gửi danh sách sinh viên vắng lại và tổng hợp cho thầy nhé. Dạ. Ok. Môn học này chúng ta sẽ báo cáo nhiều hơn và sẽ tập trung vào một số các cái nội dung chính liên quan đến việc phân tích và đánh giá tình hình của môi trường kinh doanh, của các cái điều kiện, của các cái sự kiện vân vân. Và phần này thì các nhóm sẽ phải làm bài tập và chúng ta sẽ thuyết trình ở trên lớp. Hy vọng là đầu tháng 3 thì chúng ta sẽ bắt đầu thuyết trình. Những cái nội dung thì thầy sẽ gửi cho lớp thông qua Zalo để các lớp trong quá trình mà chúng ta học online về lý thuyết thì chúng ta cũng chuẩn bị sẵn những vấn đề liên quan đến thuyết trình. Và dự kiến là đầu tháng đi sâu vào phân tích thì thầy sẽ lưu ý cũng như là những cái mảng hoạt động hoặc là những cái lĩnh vực mà chúng ta sẽ cần tập trung để đánh giá phân tích thì chúng ta thì thầy cũng sẽ hướng dẫn một cách cụ thể hơn để từ đó các cái nhóm chúng ta sẽ làm các cái bài tập để thuyết trình nhá. Trong hoạt động chiến lược thì chúng ta sẽ tập trung vào cái năm nội dung chính, đó là gì ạ? Là bản chất vai trò của chiến lược. Những cái loại chiến lược mà chúng ta thường thấy các doanh nghiệp sẽ áp dụng, chúng ta sẽ đánh đeo sâu đánh giá phân tích một số các cái chiến lược căn bản, rồi đánh giá về môi trường kinh doanh và hình thành cái cách phân tích và xây dựng chiến lược, rồi quản lý chiến lược. Trong năm cái nội dung này thì chúng ta sẽ tập trung vào ba cái nội dung chính, đó là chúng ta hiểu về các bản chất của các cái hoạt động chiến lược, thứ hai là về cái phân tích và đánh giá môi trường kinh doanh của từng ngành nghề hoặc là từng cái lĩnh vực kinh doanh, và chúng ta sẽ hình thành cái định hướng chiến lược cho trong những cái hoàn cảnh, trong những cái điều kiện cụ thể. Còn cái công tác quản lý và điều hành chiến lược thì chúng ta sẽ đọc chủ yếu là trong sách. Thì đấy là một số các cái vấn đề mà trước khi đi sâu vào nội dung cụ thể thì chúng ta sẽ lưu ý. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của buổi học hôm nay, đó là chúng ta nói về nhập môn về quản trị chiến lược, những vấn đề liên quan đến chiến lược, tại sao chúng ta lại quan tâm, có những vấn đề gì về chiến lược mà chúng ta cần phải lưu ý. Đó là cái phần mở đầu. Vậy trong cái phần này, trong cái phần chương thứ nhất về nhập môn quản trị chiến lược thì nó khá là dài, tuy nhiên chúng ta sẽ chỉ tập trung làm rõ mấy phần thôi. Thứ nhất là hiểu thế nào về chiến lược và những vấn đề liên quan đến chiến lược trong một đơn vị. Và thứ hai thì các yếu tố nó liên quan đến chiến lược thì như thế nào. Và thứ ba thì cái tiến trình chiến lược sẽ bắt đầu như thế nào. Và cuối cùng thì cái nội dung ý nghĩa của công tác quản trị chiến lược là sao. Đó là cái những cái nội dung chính của chương thứ nhất. Chúng ta sẽ đi sâu vào phần thứ nhất.
là nói về vấn đề chiến lược, nó liên quan đến các doanh nghiệp và chúng ta phải chuẩn bị gì. Khi nói đến chiến lược thì chúng ta thường nói đến những cái hoạt động mang tính dài hạn, và quan trọng hơn là hoạt động chiến lược là những hoạt động mà khi chúng ta đạt được mục tiêu thì nó sẽ làm thay đổi bản chất của vấn đề. Cũng giống như kiểu là một ngày nào đó chúng ta nhận bằng tốt nghiệp thì về mặt nguyên tắc bản chất về tri thức của chúng ta đã có một bước tiến thay đổi. Và các bạn tốt nghiệp đại học thì chúng ta sẽ bước vào một cái giai đoạn mới, đó là cái giai đoạn mà chúng ta được đánh giá là trở thành các cử nhân và được xem là đội ngũ tri thức của thế giới đấy. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu đó là một, nhưng cái quan trọng hơn là chúng ta xác định là mình sẽ tham gia vào trong cái ngành nghề và lĩnh vực nào. Xét cho đến cùng chúng ta quyết định học một cái ngành nào, theo đuổi một cái ngành nào thì đó chính là một cái quyết định chiến lược đấy. Và để quyết định rằng chúng ta sẽ học ngành nào và theo đuổi cái ngành nghề nào thì về mặt nguyên tắc đúng theo cái phương pháp thì chúng ta sẽ đánh giá cái lĩnh vực mà chúng ta sẽ tham gia nó có những tiềm năng gì, có khả năng phát triển ra sao và nó phù hợp với mình hay không. Nếu như cái môi trường nó thuận lợi và cái điều kiện chúng ta phù hợp thì chúng ta sẽ đưa ra quyết định là chúng ta sẽ theo học ngành nào. Và nếu chúng ta học xong vòng 3 năm hay 4 năm mà có tấm bằng đại học thì đó chính là chúng ta đang theo đuổi một cái hoạt động chiến lược và chúng ta có thành quả. Ngày nay thì chúng ta thấy rằng là môi trường quốc tế ngày càng phát triển rộng rãi và nó xâm nhập vào rất nhiều các cái quốc gia, rất nhiều các ngành nghề. Và theo cái mô hình về phát triển của kinh tế đa phương của thế giới thì hoạt động của một quốc gia không chỉ bó hẹp ở trong phạm vi lãnh thổ của mình mà nó ngày càng phát triển ra khắp thế giới. Và bởi vậy cho nên là các quốc gia cho dù đóng cửa hay là mở cửa thì đều sẽ chịu các tác động từ cái môi trường của quốc tế. Và hiển nhiên là các cái quốc gia mà mở cửa thì ảnh hưởng của môi trường quốc tế ngày càng mạnh mẽ hơn. Và như vậy thì các doanh nghiệp của địa phương sẽ ngày càng chịu áp lực từ cạnh tranh quốc tế. Và những cạnh tranh quốc tế này đôi khi nó còn mạnh mẽ hơn cả những cái cạnh tranh của nội địa. Và xét cho đến cùng thì chúng ta thấy môi trường kinh doanh nói chung cũng như là cái môi trường hoạt động của các doanh nghiệp, của các tổ chức và thậm chí là của các cá nhân thì cũng ngày càng sẽ biến đổi theo cái hướng là sẽ mở rộng hơn, sẽ cạnh tranh nhiều hơn. Và tất cả những cái thay đổi đó nó sẽ làm cho cái điều kiện hoạt động của chúng ta ngày càng thay đổi một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Và trong cái sự thay đổi đó có những vấn đề nó có thể thay đổi hoàn toàn về mặt bản chất. Và một khi nó đã thay đổi về mặt bản chất thì những cái hoạt động truyền thống sẽ không còn có nhiều giá trị. Thậm chí là nếu không kịp nhận biết, thay đổi cho phù hợp thì chúng ta có thể thất bại. Và những điều này là nó nằm ngoài cái ý muốn của chúng ta và nó cũng nằm ngoài cái khả năng tác động của chúng ta. Bởi vậy, về mặt nguyên tắc là chúng ta sẽ phải tìm cách để nắm bắt các vấn đề đó và định hướng ra được những cái hoạt động của chúng ta sao cho nó phù hợp với cái sự biến đổi của môi trường. Và trong cái vấn đề mà xác định những cái vấn đề dài hạn, những cái vấn đề mang tính tổng thể như vậy thì hoạt động chiến lược là một trong những cái nhóm hoạt động nó mang lại nhiều lợi ích nhất cho doanh nghiệp và nó có ảnh hưởng lớn nhất trong cái vấn đề
định hướng sự phát triển của một tổ chức nói chung, của một doanh nghiệp nói riêng. Ví dụ như chúng ta nói là một cái ngành nghề AB nào đó vào thời điểm hiện nay có thể là rất thịnh hành, tuy nhiên có thể 7 năm sau thì những hoạt động mà chúng ta đang dồn sức để phát triển có thể trở nên lạc hậu, thậm chí là sẽ bị loại bỏ ra cái hoạt động của xã hội. Và ngược lại thì có rất nhiều các hoạt động mà cách đây một vài năm có thể rất manh mún, rất nhỏ lẻ, nhưng nó đang ngày càng trở thành một cái xu hướng của thế giới. Và giả sử như trong quá trình tồn tại và phát triển như vậy, nếu chúng ta mà phát hiện và định hướng ra những cái vấn đề này một cách chính xác thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể thành công, hoặc nó có thể dẫn chúng ta đến những thất bại. Và đó chính là cái vai trò của cái hoạt động. Và nói như vậy thì chúng ta thấy rằng là trong cái sự tồn tại và phát triển của chúng ta, không chỉ ở những thời đoạn nhất định mà trong suốt cả cái cuộc đời của mình, cũng như là trong suốt cả cái sự tồn tại của một tổ chức, thì những vấn đề của hoạt động chiến lược đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nó không phải là một cái vấn đề ăn may, mà vấn đề quan trọng nhất đó là gì? Là chúng ta có thể nắm bắt được cái xu hướng thay đổi và có thể định đưa ra các cái mục tiêu một cách phù hợp với cái sự phát triển của môi trường hay không. Vì những vấn đề như vậy thì trong cái học phần này chúng ta sẽ nói đến cái tầm quan trọng của hoạt động chiến lược. Và cái hoạt động chiến lược trong một cái tổ chức thì chúng ta sẽ quan tâm từ đâu và nói như thế nào. Những cái vấn đề của môi trường nó ảnh hưởng đến hoạt động của chúng ta ra sao, và cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ tập làm quen với việc phân tích, đánh giá cái xu hướng từ cái sự vận động và thay đổi của môi trường, để từ đó chúng ta có thể đưa ra các cái định hướng chiến lược sao cho nó phù hợp. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào những nội dung cụ thể của học phần. Đầu tiên là chúng ta nói đến vấn đề về chiến lược. Về chiến lược thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm ban đầu, đó là những hoạt động, những cái mục tiêu lớn lao, dài hạn, và từ những cái mục tiêu lớn có tầm ảnh hưởng đến tổng thể thì chúng ta sẽ tổ chức phân bổ các nguồn lực, điều hành các hoạt động làm thế nào đó để chúng ta có thể đạt được các cái mục tiêu mà chúng ta đã vạch ra từ trước ở cái thời điểm mà chúng ta mong muốn. Thí dụ như chúng ta mong muốn mình sẽ là ai trong vòng 5 năm tới hay là 10 năm tới, doanh nghiệp chúng ta sẽ là như thế nào trong vòng 5 năm tới, hoạt động trong những lĩnh vực nào, hoạt động trong những địa bàn nào, và hoạt động trong những cái mảng hoặc là những cái sản phẩm, những cái dịch vụ cơ bản nào. Tất cả những vấn đề kiểu như vậy được xem là các hoạt động về chiến lược. Có lẽ chúng ta từ nhỏ đến lớn, và đặc biệt là trong cái giai đoạn khoảng 2-3 năm, 4-5 năm lại đây, về mặt nguyên lý thì chúng ta cũng đang thực hiện những cái bước thay đổi cuộc đời của chúng ta, và về bản chất đó là những cái hoạt động mang tính chiến lược của cá nhân đấy. Chúng ta sẽ có một cái bước quyết định rất quan trọng đến mục tiêu lâu dài của chúng ta, đó là chúng ta sẽ học ngành nghề gì cho tương lai. Quý vị trong lớp chúng ta hiện nay đang học quản trị kinh doanh, và nếu lật lại về quá khứ, chúng ta sẽ xem là vì sao chúng ta lại chọn ngành quản trị kinh doanh trong một cái thế giới có rất nhiều ngành nghề và lĩnh vực. Vậy thì cái việc mà bản thân của chúng ta quyết định sẽ ghi danh học ngành quản trị kinh doanh của Đại học Đà Lạt
được xem như là chúng ta đã xác định một cái mục tiêu cơ bản và lâu dài của chúng ta, đó là chúng ta sẽ tham gia vào trong lĩnh vực kinh tế. Và kinh tế ở đây, trong lĩnh vực mà chúng ta tham gia đó là lĩnh vực kinh doanh. Và vì vậy cho nên là chúng ta mới ghi tên vào ngành quản trị kinh doanh, đúng không ạ? Vấn đề là những yếu tố nào nó tác động để chúng ta lựa chọn ngành này chứ không lựa chọn ngành khác, ở cái thời điểm mà chúng ta quyết định là chúng ta sẽ đi học cái gì. Và thêm một vấn đề nữa, đó là chúng ta kỳ vọng gì ở cái ngành mà chúng ta theo đuổi. Xét về trên phương diện cá nhân, có lẽ chúng ta sẽ kỳ vọng rằng là ngành quản trị kinh doanh là một ngành nó sẽ tồn tại lâu dài, nó sẽ mang lại cho chúng ta nhiều cơ hội trong cuộc sống, và vì vậy chúng ta sẽ quyết định. Còn một yếu tố thứ hai nó giúp cho chúng ta quyết định vấn đề này, đó là các cái điều kiện của bản thân chúng ta. Từ cái vấn đề gì ạ? Học hành, điều kiện để học, rồi là cái năng lực của chúng ta kết hợp với cái ngành nghề mà chúng ta cảm thấy nó phù hợp. Tổng hợp tất cả những cái đó thì chúng ta sẽ quyết định ghi tên vào ngành quản trị chứ không vào ngành kế toán, ghi tên vào ngành quản trị chứ không vào ngành sử, ngành địa, ngành lý, ngành cơ khí, ngành giao thông vận tải, ngành xây dựng, vân vân. Vậy thì cái điểm mà chúng ta chốt lại cuối cùng đó là chúng ta sẽ ghi danh vào ngành quản trị kinh doanh và theo đuổi trong cái lĩnh vực này, được xem như là một hoạt động định hướng về mục tiêu chiến lược. Và trong suốt cái quá trình mà chúng ta sẽ bắt đầu từ cái việc là vào trường rồi nỗ lực học tập để chúng ta có thể đạt được cái tấm bằng cử nhân, rồi chúng ta thực hành các cái công việc của mình trong cuộc sống, thì tất cả những cái việc đó được xem như là thực hiện về chiến lược. Vậy thì sau 4 năm chúng ta sẽ có tấm bằng, đó là lúc mà chúng ta đạt được cái mục tiêu của mình từ cái định hướng ban đầu. Định hướng này nó có đúng hay không thì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Tuy nhiên trước mắt thì cái việc mà chúng ta lựa chọn ngành nghề rồi chúng ta cố gắng để trong vòng 4 năm chúng ta lấy được tấm bằng cử nhân quản trị kinh doanh, thì đó chính là chúng ta đang xác định mục tiêu và chúng ta đang tổ chức thực hiện cái chiến lược của mình. Và thầy cũng hy vọng là sang năm thì các bạn sẽ đạt được cái mục tiêu ban đầu của chúng ta, đó là tốt nghiệp cử nhân kinh tế ngành quản trị kinh doanh. Vậy thì từ cái việc phân tích mổ xẻ về vấn đề chiến lược như vậy, thì chúng ta có thể nói rằng là hoạt động chiến lược là một hoạt động mà chúng ta sẽ xác định các cái mục tiêu lâu dài, mục tiêu cơ bản. Những cái mục tiêu này nó sẽ ảnh hưởng toàn cục đến cái hoạt động của chúng ta. Và từ cái mục tiêu đó chúng ta làm thế nào để sử dụng tất cả các nguồn lực của mình để đạt được mục tiêu trong cái khoảng thời gian mà chúng ta xác định, thì được xem đó là một kế hoạch về chiến lược. Bây giờ thì các bạn đã học năm thứ ba rồi, và có thể xem như là chúng ta đã đi được khoảng 2 phần 3, hơn 2 phần 3 chặng đường, đúng không ạ? Và đó là cái quá trình mà chúng ta đang thực hiện mục tiêu chiến lược, là có thể lấy được tấm bằng cử nhân kinh tế và tham gia vào lĩnh vực kinh tế của quốc gia cũng như là quốc tế. Vậy từ vấn đề này thì hoạt động chiến lược nó sẽ bao gồm những vấn đề gì mà chúng ta cần phải quan tâm? Bản chất của chiến lược đó là gì ạ? Đó là một cái kế hoạch lâu dài mà chúng ta sẽ thực hiện với một cái hệ thống các chính sách và biện pháp hỗ trợ để chúng ta có thể đạt được mục tiêu và tạo ra các nền tảng đột phá cho tổ chức, cho hay còn gọi là cho chủ thể. Với cái việc mà chúng ta có thể đạt được mục tiêu, thì những cái mục tiêu trong hoạt động chiến lược này nó sẽ tạo ra sự thay đổi về bản chất ấy, tạo ra những cái nền tảng mới, và nó mang lại cho chúng ta một cái sự thay đổi lớn lao toàn diện, và nó mang lại cho chúng ta những cái cơ hội mới, cơ hội mới. Bản chất của chiến lược nó là như vậy.
Vậy làm thế nào để chúng ta có thể vạch ra được mục tiêu đúng? Làm thế nào để chúng ta có thể thực hiện được các công việc? Nó phụ thuộc vào việc chúng ta đánh giá và phân tích cái môi trường, cái điều kiện của chúng ta nó có chính xác hay không. Và để làm được những vấn đề như vậy thì hoạt động chiến lược chúng ta sẽ lưu ý đến một số các cái nội dung căn bản như sau. Thứ nhất là nói đến chiến lược là chúng ta nói đến những hoạt động mang tính chất dài hạn. Nó không phải là hàng ngày, nó không phải là hàng buổi, nó không phải là hàng tháng, mà nó phải tính bằng hàng năm, thậm chí là rất nhiều năm. Cái dài hạn ở đây là nó phụ thuộc vào cái tính chất của hoạt động đó. Thí dụ như chúng ta học tập thì cái việc học tập theo một cái ngành nghề nào đó chúng ta phải tính đến hàng năm đấy. Chúng ta đầu tư vào một cái lĩnh vực nào đó, thí dụ như là lĩnh vực nông nghiệp, trồng nuôi trồng thủy sản cho đến là nuôi trồng gia súc hay là trồng trọt thì cũng phải tính đến hàng năm. Đối với những hoạt động mà nó có thể có kết quả trong vòng một hai vài tháng hoặc là dăm ba năm, thí dụ như trồng lúa 3 tháng một vụ chẳng hạn, trồng khoai lang 3 tháng một vụ, thì những hoạt động kiểu như vậy trong trong vấn đề chiến lược thì nó đòi hỏi chúng ta sẽ phải có nhiều năm liên tiếp hoạt động trong lĩnh vực đó thì mới gọi là đầu tư theo hướng chiến lược. Còn đối với những hoạt động mà nó phải có một cái chu kỳ nó dài hơn thì cái tính dài hạn của cái hoạt động này nó không thể tính bằng năm mà nó phải tính bằng một cái chu kỳ hoạt động của cái hoạt động đầu tư. Thí dụ như chúng ta nói là trồng cà phê Robusta chẳng hạn hay là trồng cao su chẳng hạn, thì rõ ràng là nếu chúng ta tính bằng 1 năm 2 năm thì các hoạt động này cũng không được gọi là dài hạn. Lý do là gì? Lý do là để trồng cà phê thì phải 3 năm mới bắt đầu thu hoạch, trồng cao su thì phải đến 8 năm mới thu hoạch. Bởi vậy cho nên là nếu đầu tư 2 3 năm để thay đổi thì cũng không được gọi là đầu tư về mặt chiến lược đó. Cho nên là cái tính dài hạn của cái hoạt động chiến lược là nó phải, thứ nhất là nó phải tính hàng đến hàng năm, nhưng mà đối với những hoạt động mà một cái chu kỳ sản xuất nó lớn hơn thì ít ra nó phải đạt được một chu kỳ thì người ta mới gọi đó là hoạt động dài hạn. Cái yếu tố thứ hai trong hoạt động chiến lược là chúng ta sẽ phải nhìn thấy bản chất của vấn đề. Và để nhìn thấy bản chất của vấn đề thì chúng ta phải nhìn nhìn cái vấn đề đó một cách tổng thể, một cách bao quát để chúng ta nhận ra được gì ạ, cái bản chất của nó hay là cái tính quy luật của nó. Và từ những vấn đề nhìn rõ về bản chất của nó thì chúng ta có thể bỏ qua những cái biểu hiện bên ngoài mà nó không chứa đựng cái bản chất của vấn đề. Ta lấy ví dụ như là hoạt động khủng hoảng này. Các cái hoạt động khủng hoảng, các cái đợt khủng hoảng kinh tế của thế giới, từ khủng hoảng tài chính tiền tệ cho đến khủng hoảng sản xuất hoặc là điều kiện sản xuất, thì nó đều gây ra một cái hậu quả là nền kinh tế bị sụt giảm, nền kinh tế bị sụt giảm. Tuy nhiên thì nó có một cái quy luật là sau một thời gian sản xuất kinh doanh bị đình trệ thì nền kinh tế sẽ bắt đầu phục hồi rồi. Và bản chất của vấn đề ở đây là cái gì? Bản chất của vấn đề ở đây là cho dù gặp khủng hoảng và cái tác hại của nó vô cùng ghê gớm thì kinh tế của thế giới nói chung, của các quốc gia nói riêng cũng sẽ dần phục hồi. Các ngành nghề sẽ lại phát triển, sẽ là phát triển. Và nhìn trong vấn đề như vậy thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Là mặc dù vào những thời điểm nhất định thì hoạt động của chúng ta sẽ vô cùng khó khăn, nhưng mà về lâu dài thì nền kinh tế cũng sẽ phát triển. Bởi vậy cho nên là nếu chúng ta vượt qua được những khó khăn thì chúng ta sẽ có cơ hội để đón những thời cơ mới. Thì đó là cái cách nhìn liên quan đến là nhìn thấy bản chất của vấn đề.
Vấn đề thứ hai nữa là gì ạ? Là nếu quan sát các vấn đề khủng hoảng thì chúng ta cũng đều nhận ra một vấn đề, đó là các cuộc khủng hoảng của thế giới nói chung và cuộc khủng hoảng của các cái địa phương hay là của các cái quốc gia thì nó có cái tính quy luật, đó là các hoạt động này nó không kéo dài, hay nói khác là nó kéo dài trong một khoảng thời gian mà có thể dự đoán được. Thí dụ chúng ta nói cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1939 đến năm 1933 là nó kéo dài trong vòng khoảng 4 năm. Cuộc khủng hoảng về tài chính tiền tệ năm 1997 bắt đầu từ khu vực Đông Nam Á, sau đó là lan ra cả thế giới. Thì cuộc khủng hoảng này được đánh giá là nó bắt đầu từ năm 1997 và kết thúc vào khoảng năm 2021, thì nó cũng kéo dài trong vòng khoảng 4 năm. Và cuộc khủng hoảng kinh tế mới nhất mà chúng ta vừa mắc phải, đó là cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Đây gọi là cuộc khủng hoảng về tài chính. Năm 2008 thì khủng hoảng bắt đầu lan ra, nổ ra ở Mỹ và sau đó lan ra cả thế giới. Cuộc khủng hoảng này là một trong những cuộc khủng hoảng mà có thời gian kéo dài hơn so với lại các khủng hoảng trước đó. Tuy nhiên thì người ta cũng xác định rằng là khủng hoảng năm 2008 kéo dài mãi đến năm 2013. Như vậy là cuộc khủng hoảng lần này thì nó kéo dài đến 5 năm. 5 năm. Và nếu làm một cái thống kê như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Là các cuộc khủng hoảng cho dù là ngắn hoặc là dài thì nó chỉ nằm vào khoảng tối đa là tầm khoảng 4 đến 5 năm. 4, 5 năm. Có nghĩa là trong vòng 4 5 năm đó thì các cái cơ chế, các cái định chế và các cái nhận thức của xã hội nó dần thích nghi phù hợp với cái điều kiện mới, và từ những cái điều kiện mới đó thì nó thay đổi để tạo ra một cái sự phát triển mới. Và với vấn đề như vậy thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Cái nhìn chúng ta đây là phải nhìn thấy bản chất, có nghĩa là gì? Có nghĩa là một cái hoạt động nào đó nếu nó có bị yếu đi thì nó cũng sẽ có thời điểm kết thúc và nó sẽ phục hồi trở lại. Vì vậy cho nên là nếu ngành nghề của chúng ta mà thuộc vào những ngành nghề mà nó không bị loại trừ trong cái cuộc khủng hoảng đó thì chúng ta nếu sống sót được, chúng ta sẽ có cơ hội để phục hồi. Vấn đề của chúng ta ứng xử với khủng hoảng là chúng ta sẽ phải làm thế nào để có thể tồn tại qua cái cơn khủng hoảng đó và tận dụng cái khủng hoảng đó để phát triển. Chúng ta không phải bi quan rằng là một cái hoạt động khủng hoảng nó sẽ làm cho chúng ta hoàn toàn tan vỡ. Vì vậy cho nên là cách để chúng ta có thể chung sống được với nó một cách có hiệu quả là cái quan trọng nhất. Cho dù là khủng hoảng có rất nhiều cái tai hại thì chúng ta vẫn có nhiều cơ hội để phục hồi. Một cái tình huống mới nhất đó là cuộc khủng hoảng y tế của chúng ta đấy. Chúng ta đang nằm trong giai đoạn là khủng hoảng y tế, dịch bệnh, và dịch bệnh lần này là dịch bệnh COVID, đúng không? Từ năm 2019 thì chúng ta cuối năm 2019 thì chúng ta bắt đầu chớm vào cái khủng hoảng này. Kéo dài đến hết năm 2020 thì khủng hoảng vẫn chưa kết thúc, và cho đến hiện nay thì chúng ta đang ở trong một cái tình trạng là dịch bệnh đang hoành hành cả thế giới. Vậy thì bản chất mà chúng ta nhìn nhận ở đây là cái gì? Dịch bệnh COVID quả thực là một cái dịch bệnh ảnh hưởng rất lớn đến thế giới.
Từ y tế nó ảnh hưởng ra đến kinh tế, nó làm cho nền kinh tế của chúng ta bị lao đao, và cái mức độ lây lan của nó thì rất là mạnh mẽ, tác hại về sức khỏe cũng rất là lớn. Tuy nhiên chúng ta có thể nhìn nhận ra một số vấn đề liên quan đến dịch bệnh như sau. Dịch bệnh nó lây lan mạnh mẽ và nó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người. Nhưng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì các tiến bộ khoa học kỹ thuật sẽ cho phép chúng ta có thể kiểm soát được dịch bệnh. Đó là niềm tin mà chúng ta sẽ cần phải có, và đó cũng là một thực tế. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, với sự đầu tư của các quốc gia, của các nhà khoa học, đến hiện nay thì chúng ta bắt đầu có thuốc để phòng bệnh. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là dịch bệnh có thể là trầm trọng, nhưng chúng ta sẽ có phương pháp để vượt qua. Và dự báo rằng là đến năm 2021 thì chúng ta có thể khống chế được dịch bệnh. Vì vậy, cho nên là nếu trong tương lai nó có thể xảy ra một cái khủng hoảng y tế nào đó nữa thì chúng ta vẫn có thể nhận ra vấn đề về bản chất, đó là cho dù dịch bệnh có nguy hiểm thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ có cách để vượt qua nó. Thời gian có thể là ngắn hoặc dài, nhưng chúng ta sẽ có phương pháp để khống chế. Một cái vấn đề liên quan đến tầm nhìn thấy bản chất đó là gì ạ? Đó là để phát triển một cái loại thuốc nào đó để chống lại dịch bệnh thì thông thường nó cũng phải mất từ một đến vài năm, một đến vài năm. Bởi vậy cho nên là nếu giả sử nó xảy ra một cái dịch bệnh nào đó thì và không có cái thuốc đặc trị ngay từ ban đầu thì chúng ta sẽ phải mất thời gian trong vòng từ 1 đến 3 năm, một đến 3 năm. Và nếu mà mọi việc nó diễn ra như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là khi bắt đầu xảy ra một cái khủng hoảng thì trong giai đoạn đầu tiên sẽ mang lại rất nhiều các tác hại. Nhưng ở cuối của cái giai đoạn đó thì các cơ hội sẽ bắt đầu mở ra. Vì vậy, đối với vấn đề mà chúng ta nhìn thấy những bản chất kiểu như vậy thì các hoạt động của chúng ta sẽ co hẹp lại trong cái giai đoạn ban đầu, và chúng ta sẽ mở rộng các hoạt động ở cái giai đoạn gần cuối của cái hoạt động của cái đợt khủng hoảng đó. Những người có năng lực về tiềm năng để đầu tư thì chúng ta có thể gia tăng các hoạt động đầu tư ngay khi mà gì ạ, mà khủng hoảng ở thời điểm cực đại. Có nghĩa là khi mà cái tác hại của nó ở cái mức độ cao nhất thì chúng ta sẽ bắt đầu tham gia vào các hoạt động đầu tư trong cái giai đoạn khủng hoảng. Có nghĩa là không phải chờ đến khi mà cái hoạt động khủng hoảng này nó kết thúc chúng ta mới tham gia vào thị trường, mà chúng ta phải tham gia vào thị trường trước đó, khi mà cái khủng hoảng này nó vẫn đang còn tiếp diễn. Cái điểm mà chúng ta nhận ra vấn đề ở đây chính là gì ạ? Chính là mọi việc rồi nó sẽ có cơ chế để vượt qua. Ta lấy ví dụ quay trở lại như là một cuộc khủng hoảng nào đó, khủng hoảng kinh tế nào đó nó có thể xảy ra thì trong vòng từ 2 đến 5 năm thì nó sẽ kết thúc.